Anh Sam ơi, anh hướng dẫn em chụp ảnh cặp đôi nhé. Cho bạn nam đứng phía sau bạn nữ, ôm eo, cả hai nhìn về hướng hoàng hôn. Cho cả hai ngồi xuống bè, bạn nam cầm tay bạn nữ. Cho hai bạn hôn nhau, thấp góc điện thoại để lấy ảnh phản chiếu với bóng nước. Đổi góc chụp từ trên cao để lấy toàn bộ cảnh hoàng hôn. Nice. Cho bạn nữ tựa vào bạn nam, cả hai cùng nhìn về hướng điện thoại. Hey, that's pretty good. Đổi dáng cho bạn nữ tựa lưng vào bạn nam. Cho bạn nam hôn nhẹ lên tóc bạn nữ, góc chụp cận để lưu lại khoảnh khắc cảm xúc. Oh my God. Đây là một trong rất nhiều kỹ thuật được chia sẻ trong khóa học quay, chụp và chỉnh ảnh bằng điện thoại online và offline của Sam. Nước ở đây rất thấp nên có thể cho hai bạn ngồi hẳn xuống nước, chụp toàn cảnh hoàng hôn. Yes! Bây giờ mình cho cả hai cùng nằm xuống nước luôn nhé. Để có những tấm hình độc đáo trong bối cảnh quá lãng mạn như thế này thì ngại gì nè. Yeah! Cho cả hai nhìn về điện thoại và cười. Yêu anh muốn là...